Alo mẹ, mẹ lỡ. Bác sĩ bảo đồ này đây, bị lộ xoay để cháu chết đấy. Evening talk series ngay được bị bỏ, bèn để chữ số lại bảo đấy. Đợt đi đưa bé, xuân nuôi tìm ra mẹ cho nhà lý gà nó. À thả, chả chả, à lộ, cho mẹ xử lý, à cho nhà lý, chết bảo. Xô lộ, đi lộ lộ đi xa ba đi đưa chế, à lộ đi khai khai đi đưa chế mà. Đi lưu là bảo lộ phía lộ nhà, à lộ cho trẻ cho, là bảo đi ra bảo xử lý, đưa ra bảo đấy. Xô lộ, cho nó lưu đi gà, à lộ đi xa ra đấy. A lâu đi lâu chả đi lâu về, ta chạy mỗi ta chạy mà cho nó đi lâu thoát ra lại đấy, chỉ chả là chết bài. Sau đó khác đi mà, a lâu thế mà chỉ nên cái là ta sau cả sinh tiền đi bây giờ mà lâu thoát ra chạy ra đâu mà về, sinh ngon mà đẻ ra, sinh mà bị chết ra đi đấy, chết ra ra đi đó, chỉ bài. Sau a lâu thoát ra sau đó là nó, rồi quên đấy, a chết này, a lâu quên bù ra đủ đấy, ta chạy mỗi ta chạy, cho nó đi ra là chết bài đấy. Sau đó đi nào bài mà sau đó chỉ a lâu ta khu vực này, nào ta khu vực nào, biểu hiện lâu cái nhà là mà không khu nhà đi đi cả, đồ đi nhà phía là đâu, đi biểu hiện nhà này, chết bài. Sau đó lâu thoát ra lại khá ra lại trong những cái biểu biểu chỉ ra là chết đấy. Rồi lâu thì khu vực biểu hiện lâu, đám một chuyện cố bài si bài thu sa tiền bộ là cố hết cố là cái sa đều sau nhà bộ sa tập chuyện chúng tôi biểu biểu chỉ ra là chết bài. Sau đi cố bài si bài sa bộ rồi cố hết cố là cái sa đấy sau nhà chuyện lâu. Là lâu thì khu vực biểu hiện lâu sau đấy, chết đi cháu lâu khoan đi lâu thoát ra là lâu khoan đi sống hòa ra là sau đó chuyện là cái sa từ bây giờ mới chỉ vấn đề lâu thế mà xem mà biểu hiện khu vực cháu. Lâu cũ xong hóa giá là sử dụng nó kế xa xí là bảo dù rõ cho nó lúc rất sáng là đã trên đẹp chế exit interview đi lâu đẹp chế cô ấy lâu phó cài bởi đi cụ cho bia hạ đẹp chế đi mà sử dụng chế anh nén em nhá sử dụng là khe khe lý đi phía đá lý đi cụ xí đẹp dù rõ đi lâu chế đi mưu lý đi chống đuôi là đẹp chế mà ở con dung phía xe này vô trẻ ní là lý đi cụ tân hi bia lưu chế ở thà chá chá ở lâu cho xa cụ tiền trả cụ ở lâu lâu chá mẹ sử dụng lý suy nghĩ tiếp theo về điều đó sẽ phải. Xin mời lúc này được phụ cố sa tiền của cố ý của ra cái sa tiền của sau này phụ là lúc này để nói ra là suy nghĩ trong bia chế bia ra đó, cha này từ điều gì, ở tỷ bia ra đó mà kể kể chỉ chỉ mà mà chỉ là u rồi lâu thế mà xin mời bia một cái cụ cụ cháu suy nghĩ nó trong bia chế của đi đại, nó lâu thế mà xin mời bia lúc đi lâu của mới chạy lúc xuống làm nhiều nhiều, để ý điều này của đó xin mời bia là rồi đó, nó tỷ bia sẽ phải. Sau đó cha tên là nhà đặc khu của cháu bây giờ để bị video mà là lâu nó trả bù được tiền sinh ra đó chứ bảo đấy và được khi luôn nhà cho nó được thì lâu cái tiếp của lắc hàng của cháu chỉ có là chỉ lâu qua để nó trả bù cháu phải là vì số lượng gì tập phải cả offer letter của giá trị bị thị tạm mà muốn gì tập phải cả mimi của khoa yêu khách tham mà tê giá thị thị sáng ra video mà về resign là trả bù tiền của sau này sẽ chuyển vào sau đó bà phàm mình ăn đi về mất đi nhà đi về này cố bà ta cố à bài tôi vừa mới nói là trả tiền này đấy để cái để phải cả là cháu cố ở đâu cũng được cái là tiền mà khó khi cái ví dụ như chúng tôi bảo tiền này là gì nhau tiền cái nó sẽ đảm bảo đấy ok sau đó chúng tôi lâu lâu ra sao tiền trả rồi đi lâu lâu ra sao đấy mà chúng tôi cố vậy lâu tiền đào tiền cố vậy thế nhà sĩ cố vậy thế lưu gì cố nhưng mà lâu thế mà xin đi xem cái là được sao được mà cứ như cái mà cái mũi là như bây giờ bị cái mũi được Jesus tiền trong đi cố thế thì mình đó phải biết cái gì chẳng phải rồi đồng ngang của đào tiền lâu tiền đào tiền thế lưu gì cố nhưng mà chỉ làm nhiều tập bỏ mà trả làm nhiều xí cái thì trái là có mình xây đi thế lại bị rồi mà Jesus tiền bị lại cố sau hết gì chẳng phải sau đó nhà máy sẽ có những chuyện gì sửa được lên mà cháu xin lại sửa được tập hợp cho bà ấy thì cả các mấy mấy giờ sửa được chỉ về làm cho bà ấy rồi nó được khu vực đó nó phải sát tiền để khám mà cô ấy phải gì cô ấy organization cô ấy công ty cả tất cả thà để notice period của nó lại nào cũng lùi vào lên ta mới áp dụng cho lùi vào từ lâu tất cả lịch sử gia của mình cô ấy đang muốn chuyển vào bên mà chỉ nhà này cô ấy giả lưu chỉ thế mà mua đi video mà thì notice period sẽ qua cha cha là chỉ để cho organization của ta cho organization sẽ tốn hao thì đồng mà chỉ làm được chết đấy sau đó cho nó đi lúc ở tiếp của cô biết không được chỉ về thà để lúc tiếp của người ta đã không được biết sinh thà để lưu được cho người sử dụng nó là chỉ lúc này notice period của chỉ cần video mà lúc tiếp của sát tiền quan trọng này vậy cho hai nên thấy của ta mà ở tiếp với buổi này thì tiếp theo mà chết bài rồi nào được khu vực mà lâu thế nào bà lấy số lượng gì là chỉ ở lâu cả notice period mà biết cái mà vậy là cha được phát cả lâu của lấy khen bây giờ cho nó biết là chỉ một năm lâu mà quên đi chưa lại đấy nào được phát cả lâu mà to bây giờ lâu thì xem đi để đào đi thay sau này là số lượng mới vào đó lâu quá ở chỗ lâu thì số lượng liệu đó thì chịu sự chậm lại đấy thì cháu nhà và cháu trong môn nhiều lần nhà nó phải lâu mình đi về cả tìm đó thì chịu sự cố gắng chỉ
တလန်းတွေအတွက်အလားလိုက်အတွက်ကိုအနောက်ရှေ့ဖြစ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ resign letter ကကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်ကနေဘာကြောင့်နှုတ်ထွက်ရလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အသေးစိတ်တွေကိုပေါ်ပြမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်အကြောင်းပြချက်ကိုပေးမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တူတူယောက်ချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုတူတူယောက်ချင်းစီရဲ့ကိစ္စလားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နှုတ်ထွက်စာမတင်ခင်မှာမိမိရဲ့အထက်လူကြီးတောင်းရှင်ကိုရဲ့အထက်အရာရှိဒီပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အတိပေးအကြောင်းကြားတာလေးကိုဦးစွာပထမဆောင်ရွက်စေခြင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့ကတခြားလူတွေပြောမှတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကသိပြီးမှသူကသိရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတွေးချင်မှာမဟုတ်ထို့နည်းတူပဲကိုသာလူကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုအောက်ကဝန်ထမ်းတယောက်ကိုရဲ့တာဝန်ခံထားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကအလုပ်ကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုသူကိုယ်တိုင်ကပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေလာပြောမှသိရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလေကြားချင်မှာမဟုတ်ဘူးနားထောင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတော့အလုပ်ထွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးအလုပ်ကနေစွန့်ခွာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အထက်အရာရှိမိမိရဲ့အထက်လူကြီးကိုပူးစွာအတိပေးအကြောင်းကြားလို့ဆောင်ရွက်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကိုလူကြီးနဲ့ကိုနဲ့ကတယုံနဲ့အတူတူအလုပ်ဆင်းကြတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့ in-person meeting လိုမျိုးတီးခြားလေးတွေ့ဆုံပြီးတော့မှမိမိဒီအလုပ်ကနှုတ်ထွက်တော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်အကြောင်းအရာတွေကြောင့်နှုတ်ထွက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါလေးကိုတင်ပြတာမျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်သင်ပါတယ်တယုံနဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကြိုတင်ချင်းဆိုလို့နော်ကျွန်တော် appointment လေးတခုရယူပြီးတော့မှလူကိုယ်တိုင်တော့တွေ့တာပဲဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ် webinar tools တခုခုနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါစေအတိပေးနေပါလေတကယ်လို့ဒီနည်းလမ်းနေနဲ့နော်လူကိုယ်တိုင်နဲ့ face to face တွေ့လို့မရဘူး webinar tools တွေနဲ့တော့ video calling နဲ့လုပ်လို့မရဘူးဖုန်းနဲ့လည်းပြောဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ email ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အီးမေးလ်နဲ့အကြောင်းကြားတိပေးတာမျိုးကိုတော့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့အဆုံးကြပါလားဒီဟာကိုရွေးချယ်စီစဉ်ပါ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က resign letter တင်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအဆင့်လေးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဆောင်ရွက်လို့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်အရာရှိကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုကအလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်ပါတော့မယ်ဒီအလုပ်ကနေဆော့ဖာပါတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာကြောင့်အလုပ်ထွက်ရတာလဲဆိုတော့မိကုန်းကိုတေချာပေါက်မိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တိုင်းပြောလို့ချင်းရှိမရှိဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့တူတူချင်းစီရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးစားဖို့ကိုကြီးကူတာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကအများစုပေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ကြေးလေးပေးလိုက်ရင်တိတ်ပြီးကြီးကြီးမားမားတော့လေဟိုလာပြောစရာဆိုစရာတွေမရှိကြဘူးသို့တော့အလုပ်အသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာမလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမကြိုက်လို့ဒီအလုပ်ထဲကလူတွေကိုသဘောမကျလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေသာဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောလို့မရှိဘူးဒီအကြောင်းပြချက်တွေပေးလိုက်ပြီးသားမရှိတော့ဘူးတတိပြုပြီးပါတယ်ဆိုတော့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တချို့ထက်လူကြီးတွေကနောက်လုပ်တစ်ခုပြောင်းမှာမို့လို့ဒီကထွက်ပါလေလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုသဘောမကျတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ delay စရိုက်ဒီကလူတွေရဲ့အမှုချင်းတွေမကြိုက်လို့ဆိုပြီးဖြေမိပြီဆိုရင်တော့စုပ်ပွဲရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကိုအကြောင်းပြချက်ပေးမလဲဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့လိမ္မာပါနာမှုနဲ့ဆိုင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအလုပ်ကနှုတ်ထွက်တော့မယ့်အကြောင်းပြောပြလိုက်တာမျိုးနှုတ်ထွက်စာကိုတင်ပြလိုက်တာမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်အထက်လူကြီးစီကတုံ့ပြန်လာတဲ့ counter offer တွေကိုလည်းကြိုတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအလုပ်ကမှမထွက်စေချင်ရင်မထွက်ပါနဲ့ရာထူးတိုးပေးဖို့တော့မှရည်ရွယ်ထားတယ်။လာစားတိုးပေးမှာအထားမို့ရင်ဟိုတွားရည်လာရတိတ်ပြီးခက်ခဲလို့လားအိမ်နဲ့နေတဲ့နေရာကိုရုံးကိုရွှေ့ပေးမယ်။အထားမို့ရင်နောက်အစီအပြေတဲ့ဌာနတစ်ခုပြောင်းပေးမယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ကို offer တွေပေးလာနိုင်မှာဆိုတော့ဒီလို counter offer တွေများပေးလာရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလက်ခံပါလားလက်မခံတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကြိုတင်ပေးစာစုပ်ပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီတေချာပေါက်အလုပ်ကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖက်ပြီးသားဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုအခုလိုမျိုး offer တွေပေးတာမျိုးအခွင့်အရေးတွေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဆောင်ရှောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါကြောင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြပြီးဖို့အကြံပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းဝင်ကောင်းတစ်ခုမှကိုယ့်ကိုဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုမှအဖွဲ့သားတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖျားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီညလေးမှာပြောကြတာမျိုးလေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့မှသာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရာဒီဟာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှညှင်းဆို့ဖို့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကငင်းမဲ့စကားကိုအရင်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားလေးကိုအရင်ပြောပြီးမှညှင်းဆရာရှိတာလေးကိုတိမ်မွေးဆောင်နဲ့ညှင်းဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကိုယ့်ကိုဒီလုပ်ငန်းကနေ profit ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာလေးကိုမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့
cô ấy theo lưu trình này tùy theo chế mà trong biển biểu số cái này anh ấy thay đi ấy, tại sao mua được đi? Cô reference pin mà bắt ví số này có mà nào video mà thì cái mua được chỉ là này, tại sao mua được chỉ là này số này cô thì biểu số chế mà đó là chỗ vậy thì cũng như tùy ông này được biểu theo chế mà xem được biểu mục chế đó là như vậy reference mà pin cho nó làm như pin cái này mà tâm anh ta xem là video là được pin lại làm như chế đó này này, cô này tùy này cả thì tùy lại được chế đi mà nó thì tùy lại được chế đi đấy mà. Xin bị hút đi thì giá đó là số lượng gì? Nếu cô nghe cô ta mà mấy gì mà reference à, tôi không biết đâu mà có một cái reference đấy, chỉ toàn là ngài đi chỉ bài, số đó đại lý của đại chế thì đi chỉ chấm bài. Bây giờ cho nó được là chỉ tàu hoặc thang sáu đi để chú thả để tàu hoặc đi hà đi bộ, xin được ra này lập biểu bị bộ biến xe thả vào để số để chọn. Phải gì này bắt được video mà mấy gì vậy? Bây giờ chỉ là đi giá chỉ là đi bây giờ giá nhà cái sao đi bộ đấy, xong việc mà chỉ để chọn.Đó, cô của bia thà để đi lâu ngắn là đi công mình đi cả đi qua gì cả bài giải này biết gì cái gì à thì cũng là xem được nhà này bây giờ anh này vào mà chưa được cháu đã thì cũng là xin xin thà vào để xử lý cháu này cũng tỷ bì cho gia đình mà so đã thì mà biểu rồi bà chưa lấy rồi nó mà biểu lấy cái thằng nào rồi xíu đã qua qua bố của bố xin cha để xem được vào mà chưa được cô còn biểu lấy được khá giờ ở đi lâu ha lâu ha đó tôi nghĩ cái sao xíu lâu cả lâu cho đã thì lâu ha này xong khóa rồiỉ lâu rồi đấy, tụi các tập hóa chân này, tại cô rồi đấy, chỉ số tiền đấy. Mà bây giờ tụi lâu hôm nay lồng hàng xin lấy, tụi phía trên đó hôm nay hà lấy đi, tụi phía bên đó hôm nay hà lấy được đấy. Sau này thì chân này xong hết đã để lưu miếu bà la luôn, cô lưu gì cả cô cũng mà chết chụp qua này nhé. Ở đây mà chết thì chồng này cô ấy, tụi bây lại mà reference thì có comment gì cả, cô bây giờ có mà này reference thì có comment gì đấy, giá bán này là gì, xí bài, số đã lấy được đấy chết, ở trên chụp chân bài. OK, cô lưu gì này, tụi phía bên, về nhau qua bên đấy số lưu xin nhé, ai sao, chào bạn.เราเรียกไอ้ชาเนี่ยคือจากอีไอ้ดอกดงแห่งพวกสีดีกว่ามูดีบีเนาะชอบพวกสีดีกว่าพวกแต่สัญญาแทยาชีแต่สัญญาแทลูจิโกนอกจากสัตย์เทียนวิญญาณเดี๋ยวลูจิอามาแต่เส้นไอ้ชาเนี่ยเช็คจะพิมพ์มามีมีไอ้ฐานะเนาะมีมีไอ้เสฉิงกาเบดูเบวากาเนาะนอกจากสัตย์ลายวิมาเทียนน้องวิพีเดด่าเรนเนปัตตาพิมพ์มาดูว่าเดี๋ยวเราสั่งเลยพูดสูบจ้าวจ้าวเราเลิกแต่ชอบพวกสีกันเราพวกลูจิโกดีได้หนูอาเป็นแบบติดบีติดบีจ้าวจ้าวเราไม่รู้เลิกบีเรามาแต่แค่นอกจากสารีสานเราดาวเราออฟฟิเชียลิกาเอชาสุดเต็งไงนั่นรู้เลยใช่ป่ะแต่ว่าพอรู้ว่าสุดจะน้องเอชาเนี่ยตัวอยู่ตัวยามเนี่ยใช่ใช่แล้วบาลีสุดจะน้องรู้ที่ exit interview ลงจากเราเนี่ยso ไอ้ exit interview มาดิไอ้ชาเนี่ยจะน้องตัวจามเนี่ยตัวจามไอ้ exit interview มาบอกชีก็จะน้องถ้าลูจิเนี่ยตัวเกิดตัวมีมีคนดีมีลาเราไหมพอรู้ที่พี่มาแล้วจะน้องจุดเด็ดเจ้าสาวเส้นทางเราไปดีชีบาลีนับตั้งคู่กันแล้วจะน้องรู้กูไปอัดทาร์จูนี่ฟังดิยันในพี่เรามาอัดแนวกูอะไรไปมาอัดแนวมาเลยไอ้ชาวมาอัดแนวมาลงงานพวกสี่ปุ๊บสี่จ้าไอ้ชาวมาอัดแนวกูอยู่ไหนไอ้ชาวท่านามาลายอัดแนวมาเอ็ดมีมาแบบชูกันจ้าเอ็ดมีมาตัวพี่อัดแนวนะสิเราเอ็ดมีมาตัวพี่อัดแนวกูอยู่จะเราเปลี่ยนเส้นนั่นก็มีมีล่าซ่าเป็นนี่เป็นที่มีมีล่าซ่าท่านสาวคนชีดีดีได้เลยนี่อัชท่านสาวคนนี้อัชลองเราสิจะน้องว่ายาชีกูจะบาลีชีดีเลยเราไม่ใช่ anxiety ที่ปนเปื้อนสิ่งนั้นอย่าบูชินี่ตีได้ละเราต้องเช็คกับคนละเจนที่จะรู้มาชีวิตละแล้วทุกที่คนละเจนสุดเรื่องมาจะรู้ว่าที่ลูกตาคนรู้หามูรีก็ทุกอยู่ใส่มาเลยชีละแล้วตามมาอาเป็นสุดเรื่องวันนั้นเดียวกับลูกตาลูกตาเดียบาร์สุดเรื่องที่ลูกตาคนละเจนเราต้องเช็คดูมาวิจัยอาเป็นเพียงแค่ปีไรแต่ชีเลยแต่ช่วง organization จะไอ้คนละเจนนี่ขันสาคนปีไรก็จะทำได้เลยส่วนทารีดีจันทร์บาลูกามาส่วนผู้เอ organization เราต้องลงดีไลก์กูไปจันทร์วันที่ที่เอเชียทานาการดาวน์ชีเดปูกูเนี่ยซีซีบีว่าดีบีบีกูเนี่ยอาชาป่าเนี่ยสองเอเชียชีเดตีได้ส่วนวันที่กูอีนั้นสองเอเชียกูจะมาเลยโอเคส่วนจันทร์วันเอเชียเนี่ยเอซ่าบีบีแล้วกูไปทานาเอายาวไปเลยส่วนจันทร์ finance ตัวมูตะกอนเซชันตะกอนทานาจันทร์ยาวชีวะแล้วกูฮะลงมาหนุกทัดออกมาพี่เด็กตัวจังเรื่องสั้นละท่านเด็กหายไปพี่เด็กจังที่ organization เนี่ยมีมีเนี่ยจามาหุยจีอย่าปีเห็นยังไงตีปามยาชิบาดีเลยรายดูพี่เชื่อพี่บูด้วยสองเอ็มพี่บูด้วยดีจันทร์ดูมาดีเอ็กซ์เซชันมาตัวหาพี่ดูมาดีนายสองเอ็มพี่พี่บ้านส่วนดีดงแห่งมาดีจันทร์ดูมาจูดิงวีดีย้ายอยู่ทางมาดงแห่งลูกทาราชินดีจูดิงวีดี advance จันทร์ว่าลูกมาเมื่อสองปีนั้นพี่เชื่อพี่มาปาริเกสุยกากูไก่หน้าดามาจันทร์ปาริเกสุยพี่เชื่อพี่ไปสายชีจังอันนี้ว่าจะดี organization เนี่ยจะเราบอกมูจีดีจะเราชี้อยู่ทางนะจริงแต่หาดูดีเป็นสาวผู้กิจสาเหตุชี้ได้เลยจะเราดีมูจีอียะจะเราดูดีปีเห็นยาชี้ได้กิจสาเหตุก็คือเราเซ็นเชื่อมบุหรี่หรือสองเงียบมาจะบ้านโอเคจะเราจะเราโคดูจีเนี่ยเลยพีบีบีเอชานี่เลยพีบีบีแล้วก็ account social เนี่ยเลยซีซั่นสองพีบีไอเดอร์เราแค่ไปยาวหลังเลยส่วนเอ็ดเป็นฐานะผู้ยาวส่วนลูกค้าลูกค้าประมาณที่เด็กเดียวจะยูนิฟอร์มเปลี่ยนเลยอันนั้นก็แล้วเมื่อเช่นที่โรงงานอะโรงงาน
bạn thà để công việc gì việc gì kia gì ở lúc thì xong cái vụ đó thôi thì thà làm laptop đi computer đi làm việc nó đó làm việc được cho nó được cả nhà này anh là vụ cái sao gì về nay mà lại học xong rồi làm được rồi đi chích sẽ nhìn lại vì mà xin lên xong rồi chụp bài so admin thà này cho nó đi cái công việc thôi thì thà để việc gì kia gì ở nhà này anh là vụ cái sao gì cho nó được cả season vụ chụp bài so đó thì lâu rồi nó cho nó về thì anh này là cô ấy organization này mà lâu lâu trước trên cái sao này bắt đầu sắp tới sau này nhà mẹ thanh đi cả đó đi xuống nó chỉ bảo đi cũng cho nó đôi vậy lúc phổ cái bé thì cũng lúc mà đi cô ạ lâu trước đó mà thì lúc mà đi xong khóa qua rồi mà rồi là chồng đi cũng tìm bia mẹ chồng giáo sĩ là bao giờ sau đó nhà đó áp hiện cho nó lúc bảo thì nào sống ở sinh ở sinh sống đâu bị đẹp bảo đi cô từng ngày trên thì cô mấy rồi cô lúc vào cái rồi mà nó lâu trước đó mà về đi xuống ngã mà ngã trước sao thì mà ở sinh sống biểu mi đẹp đấy chán ăn xin được đâu mà đâu bị đẹp đấy sau đó đã lấy của để chơi chán phiêu chán nào thì cô em mấy rồi từng ngày trên bao nhiêu này lúc vào cái này thì cô TV cháu cha được cái sao nó sống mà sống cái cuộc chơi gì đó khi mà cho nó suy nghĩ cái thể hại thì cô ở trên ứng dụng sống cái gì chẳng đấy ba cháu lấy số này cô em mấy rồi từng ngày trên thì biết biết lại để khá là chán đấy tiêu sạch cả tiêu nào này nó sống cô lưu chi xíu vào việc mà lưu chi cả năm mươi tỷ đấy xuống sẽ là gì chứ đó là gì xí đẹp bài sau đó đi về cho nó gì cô ấy mấy sự bảo vệ lúc vào cái bài đi cô nào xong xem mà cho làm được đi cô biển video mà biển sen sau việc chi xí trên bài sau đó đi luôn nhiều cô ấy mấy sự đấy lúc vào cái bài đi cô biển video mà cho biết là chỉ mà là cô ấy lúc mà xem là video mà chỉ chi cái mà lúc vào cái bài đi đâu có xem những cái đào đi cô mà xem thằng video mà dùng video mà xong cái mà bố bố đi cho nó đi là chỉ cô đào như xong cái này đấy, xong cái sẽ xong cái gì cái sai chết đi cô, bây giờ bây giờ mà busy à mình xuống đây này đi nghe được không? Xin được chưa? Chú giúp đi mà, lo biếng bây giờ đi cô, chụp ảnh. Nào đó cô ạ, cô này sắp tới chích xe video xong cái này đấy, lúc ấy xong nhà, chắc được xin nữa, sắp tới chích xe video mà xong cái này đấy, là cha bố cô đi, cha phụ gì đấy, contact list đi, đã lấy được rồi nghe được không? Xin được chưa? Chú giúp đi mà, lo biếng bây giờ cô đi xong cái video, chụp ảnh đấy. Nào đó cô bảo đó. Cô ấy lúc ấy sáng nhà xong cái này xin xin ai đi bông xin ai đi bà đi xì đi bên nhà đi mà tên xe thả tù đi ví dụ xin lâu trong lòng đi đi bà lưu ở xin đi xin đi xin đi xin đi xin bà lưu đoá để xù ra trong lòng đi cô ấy đi notice period để mà ở tì bì tiếp nhạc bì đà đi đi cô xong cái bì vô xong cái giảm hóa chế bài nào đó cô bảo đó cô ấy đi ở lúc ấy lúc ấy đoá bì đi đại hóa lúc ngắn của mà lũ ở đây chỗ chân là đi đi là nên nên thì bị vụ sát tới bị nhà vụ lũ ở đây bị chi cái đấy số đối diện đấy sát tới là về cùng này mà nhà quạt lì được cùng đấy thì khỏi này thì sao thà cái bị vụ chết bài rồi thì nhà quạt lì cả rồi chạy tai nạn được cùng thì về số đối là chết đấy tất cả lòng ngộ của nó rồi thì lâu quạt nó trở đi trở lại trên nào nó đi trở lại trên nào đi số đối diện nó lúc ngắn là bắt đầu là số đối diện nhà bị lũ nhà đấy ba trăm rồi số đó quạt phải được sách trên được không mà đặc biệt thà nào được không mà đặc biệt còn được mà lâu quá lâu mình cũng chơi, lâu quá lâu thì đã đấy chỉ làm mình này cũng phải đặc biệt lâu mà làm mình đó thì cái đấy chưa làm này, sau đó lúc đó cô vừa đi rồi lâu ngắn sang nhà cứ sang lên này, cái gì mà lại bị mì mía cho nên hàng đi, mì mía nhà lúc già mình ở trên lưới để cho nó được mà đặc hàng đấy từ lúc đó nhìn này thì bây giờ vừa đi rồi, chủ đề sau này sẽ trình bày, ok, nào được không hả đó, cô vừa giống là pi hai này computer đi laptop đi để mà xí để person này email gì, person này tên gì hay là file gì vô, chụp gì cái vô, chụp bài. Ai đó, cô ấy personal email gì này, personal file gì của web chụp gì cái này, cái đấy, công việc này thì khử luôn một cái nào, reset sao cho không hổ, Windows update này mình lại vô, cho ra mà hổ, so cô ấy thế là mà chỉ được cô ấy cứ là chờ đợi hà luôn đó, chuẩn bị rồi vô, chúng nó xong cái gì này, lúc này xong nhà, sau đó sau đây này này, thế hiện chờ đợi cái đó thì thế là mà nó cũng muốn là chỉ thay đổi sẽ là bị mà thao vô chế bài, ok, nó được cứ vào đó, chúng nó lúc ấy show mà, mình bị tao một thằng sau này, cả là được sau luôn mà, tôm chưa cái đấy, lâu rồi. Cô lúc này xong cái khai đề bảo vấn chuyện thì lúc này lấy đi vô tăng sinh gì lấy xong cái bì kê vô ở chế chú chân bảo đấy rồi sau đó xa ra này stationary đi vô lấy nè xin đi được chân này nó tính xe bì mặt này lấy đi chả là bì kê đám vô cô ấy ăn xe đi draw đi đem mà chỉ để mai đi ra đi xa đi đủ xa đi là đi hà lấy đi bảo lúc mà đặc hà đấy xin lên bì kê đám vô đi vô sau nhé bì xì chân bảo ok đá đi mà lâu đó bà phía lấy xuống nó bà mà bà phía vô tôi đó nào mà chẳng cái đề đi đẹp bất cứ vào chỉ có lúc nào lấy thoát lấy thoát đó vào, sau khi được khử lông siêu bọ đi chăng cái đó vậy, sau đấy thì rửa đào được khử nhau được khử, anh rửa đấy mà rửa lại, anh mai đi cũng siêu bọ đi ra về rửa người đi chết chăng cái này, anh hàng cả cù đó, tiền bì đó, cha chăng mà cha mẹ, tì chăng mà tì mẹ, từ đó anh nấu ăn thì chăng được, mà chết đi đấy, mà chết đi chết bài, rồi thì lúc mà chết đi đó, bắt đầu chăng cha vô đó, thì mà đấy, rồi thì hai đi cũng đó, tại nào cũng đi nữa, tại sao như cái sinh sau này đi ra đi cũng sau này bị cái gì chăng bài, ok, nào được không ạ, bài đấy solution.
social media đấy, mà Facebook được hàm mà chúng nó profile này mà cô gái bé thằng đó mà đang thay sang là bé con đi mà lâu lâu đi vào rồi chúng nó thấy video gì ta là đi phổ biến ra đi chi đấy, cho nên đi organization này cô gái lúc đó đã bị mất rồi vì đi đâu đi xong phải đã bị rồi này chúng nó profile mà lại update đã bị rồi được thả vô được bài, rồi update mới rồi phát hiện mới rồi, nếu cô cô này sẽ được lấy ra chi đấy, à cha phải gì à cha lâu ngày này lưu ý à cô đi mà phải search đi thì lại sẽ được đi ra rồi chỉ là này. So đi hào lên trên đó các bạn đã lên được mà chủ đề cao của nhà này trong profile này bao tao được đào vô rồi rồi update được đào vô được vào đấy. Sau đó nào số chạm chú chạm nào đó vào đấy số rồi chứ. Vì mình lâu quá số khoản này lâu quá này lâu quá mà vì mẹ số khoản mẹ ní hết thì tài ở cô lâu quá mẹ lâu đấy của em bị à bị này xin là tha rồi lâu cái sau này bị của chạm bị chạm lại. Sau đó lúc khác thì chúng ta mà về ba đi chú ra bị lúc về đi bộ lỗ mà lại lỗ đưa ra đi mà, sau ra vào đó chúng ta lúc ấy tầm ai chế bài, sau bắt đầu khác đó thì lúc khác đã thoát đó rồi, tu nào xong lúc đấy thì này thì tu cái tàu này của tu chỉ hàng đó rồi, sinh nhật cha này sang hết đó rồi, loại gì là chỉ ra đi rồi, sinh nhật cha này đi đi ra ra này của là loại bây giờ là khai đi của sang hết đó rồi, tu lúc lúc đó là đi đi tu biến sinh biến hóa đi đi là nào lúc đó rồi lúc gì thì tụ lâu của sắc hàng đó đi của sinh của gì chi gì để sưu tầm nhiều nè nó bắt đầu khá đó lâu khá đó thoát toàn về để sưu yo là chỉ lâu này lâu của đào má thì chả mà lâu đầu có bì bì ở lâu về sau khi đi là sưu qua bị chán nghe đấy lâu đi bị gì để chào đấy thì chào luôn mà đào thì hai út hai bị khe để sưu tầm nhiều để hai cô bù bì yo tập hóa chả hết tại mà lấy sưu tầm vào đó rồi bây giờ thì chú chế cụ về chế bài. Sau đó lâu khá bình thuật bí bà rì xì rì nà thá xì à lâu dì lè lù tùy nì chá rì xù nhìn lè đá bà lè chân hò rù yè dù chè mù chân hò rù yè tâm mái đức hù bè chế bà đó đà kê rè sù lù xì nè chân hò rù yè lò kà rì à chân chè mì bè chế bà lè và dì lù nè dì lù dì dì phuà dì nè cù nè dì phuà dì nè xì rì lù dì nè cù nè gà dì organization nè mà tùy chá rì dì mà khuè hòa gò rè sù lù mè nào tình yà mà nào cháu đức hù nè mẹ mì tùy đà lè chê nà gà lù nó công việc được mà tu nếp của nó được nhà mình được mà lâu lâu đi ra là được đấy, chỉ là này gì, ai chèn cha mà cô ấy thì nó cô xong hòa cái đấy, thà na cả công thân này thì về bà là cái công thân này thì về là vì được mà sáng chén là rồi, xem đi đấy, tôi đó cô ấy mà công thân này thì à bà là cái đấy rồi, lấy chỉ trong một tháng sau này để thà na lấy chỉ trong một tháng sau này để anh thà đi mà là vì được thì cái mình chỉ là này nhé, thì đấy bổ sung lại cô ấy chỉ cô ấy trên này mà là vì được mà hàng tháng phải xịt ra người chỉ là này, sau đó chúng nó đưa đi bảo đặt đi biểu hàm là gì lưu đặt đi lưu chén sau này xong là đi đặt đi biểu gì chém vào đấy, so cái khái niệm của nó bây giờ chúng nó gọi nó tiền biểu mà là pairing lại ra đi xí đấy chúng nó đưa background check lâu ra đi đó mà xí lại ra rồi biết đấy, so ở đây chém mà background check lâu ra chém mà chúng nó đưa nó còn chèn cái đấy organization mà chúng nó đưa cái công thức này đi chèn cái đấy cụ thể là chú xí này xong là đi rồi đấy thì nhà mà là tìm về chén đó chém vào, so đó thì nè xuyên đi chém biểu cái ra đi đi xong việc trên áp trên lâu khả năng SMP cho mùi dọa xong khoản này mà chết được lâu khả năng nâu thật đoá thì đại áo ở khi mình mà biết xác lệ tí xí này mà lấy chết bà lấy ở đó cho nó mấy xuyên nhá ở thà chá chá lâu khả nâu thật này bà sẽ cho xa nạp chú nhé kết thả nà bảo mấy bộ đề hôn đi đấy Admin Talk xin lắm cho nó sẽ giảm nhé.